bắt đầu buổi 3 tìm kiếm trên đồ thị. Thì cái này đọc dù tổ chức dữ liệu trên máy tính bằng dữ liệu cấu trúc thế nào thì việc tìm kiếm là việc làm thường xuyên. Biểu diễn dữ liệu trên đồ thị cũng không nằm ngoài quy luật đó. Bởi vì cho nên muốn tìm kiếm dữ liệu mình phải xây dựng một cái thuật toán. Xây dựng thuật toán mà làm sao để duyệt mỗi đỉnh của đồ thị mà mỗi đỉnh chỉ xét đúng một lần. Ở đây mình quan tâm hai thuật toán cơ bản thôi. Thuật toán duyệt đồ thị theo chiều sâu, viết tắt của depth first search, viết tắt tiếng Anh, duyệt theo chiều sâu. Thuật toán duyệt đồ thị theo chiều rộng BFS, viết tắt của breadth first search. Rồi. Rồi đây, cô ví dụ. Rồi, giả sử cùng một cái đồ thị, cùng một đồ thị mà cô duyệt bằng hai thuật toán. Đầu tiên là thuật toán duyệt theo chiều sâu. Cô cũng xuất phát từ đỉnh 0. Đỉnh nào mà duyệt rồi thì cô sẽ tô màu đỏ. Ở đây nè, đỉnh nào duyệt rồi cô đánh dấu bằng cách tô màu đỏ. Đỉnh 1 đã duyệt. Nếu duyệt theo chiều sâu thì nó sẽ tìm một đỉnh kề với nó. Một đỉnh kề, đỉnh kề là gì? Là đỉnh có đường đi trực tiếp từ nó đến đó. Nhớ là trong cái bài thực hành hôm nay mình chỉ giới hạn trong đồ thị vô hướng thôi nha. Vậy thì tìm một đỉnh kề. Đây có hai đỉnh kề, nhưng do dòng lập mình nó chạy bắt đầu từ 0, 0 tới số đỉnh trừ 1, cho nên nó sẽ đi đến đỉnh 1. Và như vậy thì đánh dấu đỉnh 1 đã duyệt. Rồi thuật toán DFS này sẽ làm để quy, tức là từ đây nó lại tìm đỉnh kề, một đỉnh kề chưa duyệt của đỉnh 1 là đỉnh 2, đánh dấu đã duyệt. Rồi từ đây cũng để quy, tìm một đỉnh kề mà chưa duyệt của đỉnh 2 là đỉnh 4, đánh dấu đã duyệt. Hết rồi, không còn chỗ để đi, thì nó quay ngược lại 2, quay ngược lại 1, và một còn một đỉnh kề chưa duyệt là 3, cho nên đánh dấu đã duyệt. Ở đây hết rồi, quay ngược lại 1, quay ngược lại 0, không bây giờ còn đường đi đến đỉnh 5, đánh dấu đã duyệt đỉnh 5. Rồi đi đến đỉnh 6, đánh dấu đã duyệt đỉnh 6. Đi đến đỉnh 7, tìm một đỉnh kề ha, nó là thuật toán để quy, cứ lặp lại. Đỉnh 7. Rồi, tìm một đỉnh kề, đây có hai đỉnh kề nhưng nó đi đến 8. Đỉnh 8. Bây giờ tìm đỉnh kề chưa duyệt của đỉnh 8. Không có, cho nên quay lui lại 7 và nó tìm thấy 9. Và đánh dấu 9 đã duyệt. Thứ tự duyệt theo thuật toán DFS sẽ là như thế này: đỉnh 0, đỉnh 1, đỉnh 2, đỉnh 4, đỉnh 3, đỉnh 5, đỉnh 6, 7, 8, 9. Thứ tự duyệt, cái này là thứ tự duyệt của thuật toán DFS. Rồi, cũng cùng là đồ thị này, cùng đồ thị này cũng xuất phát từ đỉnh 0, nhưng mà nếu mà duyệt theo chiều rộng thì cô cũng đánh dấu đỉnh 0 đã duyệt. Thuật toán duyệt theo chiều rộng còn gọi là thuật toán vết dầu lon. Lon ra, lon ra. Hay vậy cho nên tìm, hồi nãy bên đây là tìm một đỉnh kề thôi, còn đây là tìm tất cả đỉnh kề của đỉnh 0. Mình có đỉnh 1 và đỉnh 5, đánh dấu đỉnh 1, đỉnh 5 đã duyệt. Rồi bây giờ đến lượt đỉnh 1, tìm tất cả đỉnh kề của 1 là có đỉnh 2, đỉnh 3, đánh dấu đã duyệt. Tìm tất cả đỉnh kề của đỉnh 5 có đỉnh 6, đỉnh 8, đánh dấu đã duyệt. Rồi bây giờ tìm tất cả đỉnh kề của đỉnh 2 có đỉnh 4, đánh dấu. Tìm tất cả đỉnh kề của đỉnh 6 là đỉnh 7, đánh dấu. Tìm tất cả đỉnh kề của đỉnh 8 không có, vậy xuống này tất cả đỉnh kề của đỉnh 4 không có, tất cả đỉnh kề của đỉnh 7 còn đỉnh 9, đánh dấu. Thứ tự duyệt theo thuật toán BFS là 0, 1, 5 theo chiều rộng, vết dầu loan, vết dầu loan. Rồi đỉnh 2, đỉnh 3, 2, 3, 6, 8, 4, 7, 9. Nó khác bên đây, 0, 1, 2, 4, ha. Nãy giờ nói bằng ngôn ngữ tự nhiên, bây giờ nói bằng ngôn ngữ C. Nói bằng ngôn ngữ C đây, cô đã khai báo
một kiểu dữ liệu cấu trúc tên là đồ thị, có hai thành phần, số đỉnh và ma trận. Ma trận này để chứa ma trận kề của đồ thị vô hướng. Cô đã viết cái hàm đọc file, đọc một cái file test vào trong. Ở dưới này cô khai báo một cái biến chữ, biến kiểu đồ thị tên G. Cô dùng hàm đọc file này, dùng hàm đọc file đó để đọc vào cái biến G kiểu dữ liệu đồ thị đó, rồi lưu đúng với cái chỗ mà cô chứa những cái file test nè. Cô có ba cái đồ thị một, copy này ra thành cái file test đồ thị một, 10 đỉnh và bát này giao đây ha. Dưới này là ma trận kề, trên là số đỉnh, và đọc từ cái file này vô đó. Rồi bây giờ cô viết cái hàm duyệt theo DFS, hàm này trả về voi, đặt tên là DFS luôn. DFS thì nó bắt đầu từ một cái đỉnh nào đó, đỉnh xuất phát S, và trong đồ thị G S là cô là cái đỉnh xuất phát đó. S viết tắt của star là cái đỉnh xuất phát đó. Rồi lớp mình thấy nè, hồi nãy thuật toán DFS khi cô duyệt đỉnh nào thì cô đánh dấu đỉnh đó đã duyệt ha. Vậy cho nên bây giờ cô khai báo một cái mảng một chiều để cô để cái đỉnh nào đã duyệt rồi thì cô cho nó bằng một. Cô khai báo một cái mảng một chiều, đây đồ thị này 10 đỉnh, đồ thị một đó 10 đỉnh, khai báo mảng một chiều 10 đỉnh đây. Mới đầu tất cả các đỉnh này đều chưa duyệt cho nên cô cho nó bằng không. Rồi đỉnh không duyệt rồi thì cô cho nó bằng một, vậy đó ha. Đỉnh một rồi, đến đỉnh một duyệt rồi cô lại cho nó bằng một tiếp. Đỉnh nào duyệt rồi thì đã duyệt bằng một, cho nên mới đầu cho nó bằng không hết. Và cô khai báo cái này trên biến toàn cục để khỏi phải truyền tham số, in tên là đã duyệt và cho nó 100 ha. Cô sẽ gán tất cả cái đó bằng không, và cái đó dùng nhiều lần cho nên cô viết một cái hàm void khởi tạo. Rồi khởi tạo cái đã duyệt đó, khởi tạo thì cô cho dòng lập for in y bằng 0 cho đến y nhỏ hơn 100, y cộng cộng đã duyệt của y bằng 0, bỏ số 0 vô đó hết ha. Cái này là khởi tạo cái đã duyệt đó, khởi tạo đã duyệt rồi bỏ nó vô số 0 nơi đây hết nè, bỏ từ 0 cho đến 99 luôn ha. Rồi bây giờ đầu tiên là đỉnh 0, đỉnh S này là đỉnh xuất phát cho nên cô đánh dấu đã duyệt cái đỉnh S này, đã duyệt của cái đỉnh S sẽ bằng 1, đánh dấu đã duyệt, đánh dấu đã duyệt đỉnh S, đánh dấu đã duyệt đỉnh S xong thì làm sao tiếp tục như đây nè, đánh dấu đã duyệt đỉnh S xong rồi tìm một đỉnh kề của S, tìm một đỉnh kề thôi, tìm một đỉnh kề của S. Để tìm một đỉnh kề của S thì cô phải lướt qua các đỉnh đúng không, cho nên for in y bằng 0 đến y nhỏ hơn g chấm số đỉnh, rồi y cộng cộng tìm một đỉnh kề của nó. Nó kề khi nào? Nếu g chấm a từ s đến y mà nó khác không, tức là nó có đường đi tới khác không, có đường đi tới, và cái đỉnh y này chưa duyệt, tức là đã duyệt của đỉnh y
vẫn còn bằng không, là nó đỉnh y này chưa duyệt. Nếu có cái này thì cô sẽ đánh dấu đã duyệt cái đỉnh y đó, đánh dấu đã duyệt đỉnh y đó ha. Và cô dùng đệ quy gọi chính nó mà xuất phát từ đỉnh y trong đồ thị G đó, cứ tiếp tục mãi. Rồi thuật toán DBS có nhiêu đây hết rồi. Nhưng mà nếu mà cô đánh dấu đã duyệt vậy á, nó nằm trong RAM cô không biết, cho nên cô mới dùng một cái mảng một chiều, cô lưu những đỉnh đã duyệt này nè ha, và cô đặt tên cái mảng một chiều này là thứ tự duyệt ha. Rồi cô lưu duyệt đỉnh nào, ví dụ đỉnh không bỏ vô đây, bỏ vô đây, cái này là mảng một chiều thứ tự duyệt. Vậy cho nên khai báo một cái mảng một chiều nữa tên là thứ tự duyệt, và tối đa cũng 100 phần tử. Và cô có số phần tử của thứ tự duyệt n thứ tự duyệt ha, cũng là số nguyên. Rồi cô gán cái này bằng không. Vậy thì khi mà S đánh dấu đã duyệt, phải không? Đánh dấu đã duyệt, cô bỏ nó vô thứ tự duyệt. Thứ tự duyệt tại cái vị trí N thứ tự duyệt sẽ bằng S bỏ nó vô thứ tự duyệt, bỏ đỉnh S vào thứ tự duyệt, vào cái mảng mà thứ tự duyệt á. Cái này đã duyệt y bằng gì? Bằng 1. Chỗ này nha, đã duyệt y bằng 1, bỏ số 1 vô đánh dấu này. Và chỗ này cô không bỏ nó vô tại sao? Ở dưới này nè, khi mà cô gọi DFS từ y lên đây, lên đây ha. Rồi bây giờ thì sau khi mà đã duyệt DFS thì cô viết cái hàm liệt kê thứ tự duyệt. Rồi liệt kê thứ tự các đỉnh đã duyệt đó, thứ tự duyệt, và cô duyệt cái nó ra thôi, cô liệt kê nó ra thôi. For in y bằng 0 cho đến y nhỏ hơn n thứ tự duyệt y cộng cộng, xuất nó ra printf phần trăm 3d của thứ tự duyệt tại chỉ số y đó. Rồi hết rồi. Rồi bây giờ chạy nó thử. Trước khi chạy DFS thì cô phải chạy cái hàm khởi tạo. Chạy hàm khởi tạo này thì cô cho n thứ tự duyệt bằng 0 luôn. Chút nữa mình còn gọi nhiều lần nữa cho nên cho vô đây ha. Rồi bỏ xuống đây, chạy hàm khởi tạo trước. À, trên này cô khai báo một cái biến S chứa đỉnh xuất phát, chứa đỉnh xuất phát, và cô yêu cầu người ta nhập vào đỉnh xuất phát. Rồi nhập từ bàn phím. Địa chỉ của S ở dưới này, cô khởi tạo xong cô mới gọi hàm DFS. DFS xuất phát từ S trong đồ thị G. Chạy DFS xong cô gọi cái hàm liệt kê thứ tự duyệt,
liệt kê thứ tự duyệt. Trước khi liệt kê thứ tự duyệt thì cô xuất ra màn hình để người ta biết cái đó là cái gì. Rồi cô có thể xẹt n dưới này đây, chạy, cô chạy với cái đồ thị số 1. Đồ thị số 1 này, đồ thị số 1 này ra bao boy nè, thì nó sẽ là 012 0 1 2 4 3 5 6 7 8 9. Chạy, chạy với đồ thị 1 chấm txt, đỉnh xuất phát là đỉnh 0, thứ tự duyệt đâu rồi, liệt kê. Tôi coi tại sao cô lỗi chỗ nào nè, chỗ này nè, bỏ đỉnh s vào thứ tự duyệt thì số phần tử thứ tự duyệt phải tăng lên cộng cộng ha, chỗ này nó phải tăng lên cộng cộng. Rồi chạy với đồ thị 1 đỉnh xuất phát là đỉnh 0. Đây thứ tự duyệt coi đúng như bao boy không, 0 1 2 4 3 5 6 7 8 9, 0 1 2 4 3 5 6 7 8 9, đúng y, cái này là thứ tự duyệt nè ha. Rồi bây giờ tương tự vậy cho thuật toán duyệt theo chiều rộng. Thuật toán duyệt theo chiều rộng thì giải thích bằng ngôn ngữ tự nhiên trước nè. Duyệt theo chiều rộng thì không dùng để quy mà dùng một cái hàng đợi. Hàng đợi cô vẽ đây, hàng đợi, hàng đợi có tính chất là first in first out, vô trước thì ra trước, ai xếp hàng trước thì làm trước ha. À, cô cũng xuất phát từ đỉnh 0, đánh dấu đỉnh 0 đã duyệt, đánh dấu đỉnh xuất phát đã duyệt và bỏ nó vào hàng đợi. Bỏ nó vào hàng đợi xong bây giờ bắt đầu quá trình lặp lại mà mình không biết là lặp lại đến khi nào, cho nên sẽ dùng vòng lặp quay. Bắt đầu vòng lặp này nha, lấy một đỉnh từ hàng đợi, tìm tất cả đỉnh kề của đỉnh mới vừa lấy đó, có đỉnh 1 và đỉnh 5, đánh dấu đỉnh 1, đỉnh 5 đã duyệt và bỏ nó vào hàng đợi. Rồi lặp lại, lấy một đỉnh từ hàng đợi, tìm tất cả đỉnh kề của đỉnh mới vừa lấy là 2, 3, đánh dấu, bỏ nó vào hàng đợi. Vòng lặp quay tiếp tục, lấy một đỉnh từ hàng đợi, tìm tất cả đỉnh kề của đỉnh 5 là 6 và 8, đánh dấu đã duyệt, bỏ nó vào hàng đợi. Lấy một đỉnh từ hàng đợi lặp lại, tìm tất cả đỉnh kề của đỉnh 2 mà chưa duyệt, có đỉnh 4, đánh dấu đã duyệt, bỏ nó vào hàng đợi. Rồi lấy một đỉnh từ hàng đợi, tìm tất cả những đỉnh kề của 3 không có ha, cho nên lấy một đỉnh từ hàng đợi tiếp tục, tìm tất cả đỉnh kề của đỉnh 6, có đỉnh 7, đánh dấu 7 đã duyệt, đánh dấu 7 đã duyệt và bỏ nó vào hàng đợi. Rồi lấy đỉnh 8 ra khỏi hàng đợi, tìm tất cả đỉnh kề của đỉnh 8 mà chưa duyệt, không có, cho nên tiếp tục lấy gì ra, lấy 4, tìm tất cả đỉnh kề chưa duyệt của 4, không có, cho nên tiếp tục lấy 7 ra, tìm tất cả đỉnh kề của 7 chưa duyệt, có 9, đánh dấu 9 đã duyệt, bỏ nó vào hàng đợi. Lấy một đỉnh từ hàng đợi ra, tìm tất cả đỉnh kề của 9 hết rồi. Và vòng lặp quay lặp cho đến khi nào hàng đợi rỗng, đến khi nào hàng đợi rỗng là ngưng. Vậy bây giờ trong thuật toán BFS cô sẽ diễn tả cái hàng đợi bằng mảng một chiều ha. Diễn tả hàng đợi bằng mảng một chiều đây. Rồi viết thuật toán void BFS duyệt theo chiều rộng cũng bắt đầu xuất phát từ đỉnh S trong đồ thị G. Đồ thị G cô biểu cô diễn tả cô diễn tả cái hàng đợi, khai báo cái hàng đợi Q có 100 phần tử đi,
và có số phần tử của Q. Số phần tử Q mới đầu nó bằng 0, số phần tử hàng đợi bằng 0. Cái này là khai báo và khởi tạo. Q là hàng đợi. Rồi bây giờ cô mới làm sao nè, có cái hàng đợi này rồi. Vậy bước đầu tiên là gì? Đánh dấu đỉnh xuất phát đã duyệt. Đánh dấu đỉnh xuất phát đã duyệt. Xong rồi bỏ nó vào hàng đợi, đúng không? Đánh dấu đỉnh xuất phát đã duyệt. Đã duyệt của S bằng 1. Rồi bỏ nó vào hàng đợi. Tức là Q tại cái chỉ số NQ sẽ bằng gì? S, đúng không? Bỏ nó vô thì tăng số phần tử của hàng đợi. Cộng cộng, tăng số phần tử của hàng đợi. Chỗ này là đánh dấu. Đánh dấu đã duyệt S. Dưới này thì bỏ S vào hàng đợi. Bỏ S vào Q. Vào Q. Rồi bây giờ mới bắt đầu quá trình lập nè. Lấy một đỉnh từ hàng đợi ra ha. Cho nên mà lấy một đỉnh từ hàng đợi ra phải chứa nó trong cái biến nào đó. Cho nên cô khai báo một cái biến U chứa, để chút nữa cô lấy hàng đợi ra cô bỏ vào U ha. Rồi lặp lại cho đến khi nào hàng đợi rỗng. Trong khi hàng đợi chưa rỗng, chưa rỗng, khác không? Thì lặp lại điều này. Lặp lại điều gì? Lấy một đỉnh từ hàng đợi ra chứa vào U. Cho nên U, cô sẽ viết một cái hàm lấy một phần tử từ hàng đợi. Lấy một phần tử từ hàng đợi. Và lấy từ hàng đợi đó thì cô phải hàng đợi này nó không phải là biến toàn cục, cho nên cô phải truyền tham số cho cái hàm này Q, NQ ha. Rồi cái, đây là lời gọi hàm. Chỗ này là lời gọi hàm. Bây giờ cô mới viết cái hàm này ở trên nè. Viết ở trên để khỏi khai báo nguyên mẫu. Mắc công mình tập trung vô thuật toán. Cái hàm lấy từ hàng đợi nó sẽ trả về một cái đỉnh, mà đỉnh là số nguyên. Cho nên in lấy từ hàng đợi. Hàng đợi là Q, là mãn một chiều. Rồi đây in NQ. Và khi mình lấy nó ra thì số phần tử nó sẽ giảm. Cho nên chỗ này phải truyền tham chiếu. Có dấu và, truyền tham chiếu. Chỗ này thực ra cũng đã truyền tham chiếu rồi đó. Tên mãn là địa chỉ cái phần tử A0 của mãn, là con trỏ đó, hàng trỏ. Cho nên tất cả cái này là truyền tham chiếu ha. Rồi bây giờ coi lấy hàng đợi nè. Ví dụ cô có hai đỉnh từ hàng đợi. Bây giờ cô lấy cây dưới ra ha. Cô lấy số 1 ra bỏ đây, bỏ vào U. Thì cái đỉnh 5 này nè, cái này hả là Q tại chỉ số 0. Cái này Q tại chỉ số 1. Khi cô lấy cái 1 ra thì cái dưới này Q0 sẽ bằng Q1, đúng không? Cho nên cái hàm mà lấy từ một phần tử từ hàng đợi sẽ là cái hàm dời xuống. Đầu tiên cô lấy trước, khai báo một cái biến để cô chứa cái cô lấy ra. Lấy phần tử dưới cùng là phần tử số 0, ở chỉ số 0 ha. Xong rồi bây giờ bắt đầu quá trình dời xuống. For in y từ 0 cho đến y nhỏ hơn nq trừ 1. Rồi y cộng cộng, cô dời xuống nè. Q tại cái chỉ số y bằng Q tại chỉ số trên nó, tức là cộng 1. Y cộng 1. Hết vòng lặp này rồi thì cô giảm số phần tử của Q. NQ trừ trừ giảm ha. NQ trừ trừ giảm số phần tử của hàng đợi. Xong rồi hàm này cô sẽ retain U ha nè. U lấy ra từ hàng đợi,
lấy ra rồi mới dời xuống, chỗ này là dời xuống, dời xuống ha. Rồi có lấy một phần tử từ hàng đợi ra rồi thì làm sao nữa? Tìm tất cả đỉnh kề. Hồi nãy thuật toán duyệt theo chiều sâu thì tìm một thôi, bây giờ tìm tất cả đỉnh kề, đánh dấu đã duyệt nó, sau này bỏ nó vô hàng đợi ha. Tìm đỉnh kề đã duyệt và duyệt nó, bỏ nó vô hàng đợi, rồi cứ quá trình lặp lại. Cho nên chỗ này cô mới tìm chỗ này lấy một phần tử từ hàng đợi rồi, bây giờ cô mới tìm tất cả đỉnh kề của nó. For in, lướt qua tất cả các đỉnh của đồ thị coi hàng nào kề với u. Y nhỏ hơn g chấm số đỉnh, rồi y cộng cộng, nếu có đường đi từ u đến y, mình đang xét đỉnh u mà ha, tức là g chấm a u, ua đó, cô đặt tên ua đó, u đến y mà khác không, có nghĩa là nó có đường đi và đỉnh y đó chưa duyệt, tức là đã duyệt y vẫn còn bằng không, nghĩa là đỉnh y đó chưa duyệt, thì cô làm gì? Thì cô mới đánh dấu đã duyệt nó, đánh dấu đã duyệt đỉnh y, đánh dấu đã duyệt đỉnh y xong, đánh dấu đã duyệt y, rồi cô lại bỏ nó vào hàng đợi. Bỏ vào hàng đợi thì có phải là q tại chỉ số nq bằng y, bỏ y vào hàng đợi, sau khi bỏ y vào hàng đợi thì tăng số phần tử của q lên, cộng 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 ha. Rồi quá trình cứ tiếp tục lên đây lặp lại, lấy một phần tử từ hàng đợi, chỗ này là bỏ y vào hàng đợi, y là đỉnh đó, mình lướt qua tất cả các đỉnh mà ha, bỏ y vào hàng đợi, rồi lặp lại cái q này, lặp lại cái y này ha. Vậy bây giờ chỗ nào mình bỏ nó vô thứ tự duyệt? Ở trên đây ha, DFS á, thì nó là dòng lặp. Thực ra thì chỗ này nè, không cần cũng được. Lên đây nó cũng đánh dấu đã duyệt hà. Ha, chỗ này có thể dư á. Cho nên, cái nào đánh dấu đã duyệt, thì cô cho nó vô thứ tự duyệt. Vậy chỗ này, đã duyệt S. Đã duyệt S, thì cô cho thứ tự duyệt tại cái n thứ tự duyệt sẽ bằng s ha. Và sau khi bỏ nó vô cái thứ tự duyệt thì cô cộng cộng số phần tử lên. Rồi chỗ này thì y đã duyệt nè, thì cô cũng bỏ nó vô thứ tự duyệt của đỉnh thứ tự duyệt của n thứ tự duyệt bằng y ha, bỏ đỉnh y vào thứ tự duyệt và tăng số phần tử của thứ tự duyệt lên. Ở trên này nè, chỗ này mình có thể bỏ cũng được, chỗ này có thể bỏ cũng được ha. Bỏ cái dòng đã duyệt này lên đây này, dòng lặp mà hen, lên đây dòng lặp nó gặp cái này thì nó cũng đánh dấu thôi. Rồi bây giờ mình có cái thứ tự duyệt rồi nè. Khi chạy cái này nó có thứ tự duyệt rồi thì mình sẽ liệt kê thứ tự duyệt đó. Cho nên ở đây nè, chỗ này là cô chạy theo DFS ha. Bây giờ ở dưới này là cô chạy thuật toán BFS để cô so sánh. Cô cũng phải khởi tạo nó. Khởi tạo xong rồi bây giờ chạy thuật toán B
duyệt theo chiều rộng BFS, duyệt theo chiều rộng BFS, rồi chạy. Cũng đồ thị 1, đồ thị 1.txt cũng xuất phát từ đỉnh 0. Thì coi đúng không nha, coi đúng không, mở PowerPoint cái nãy mình chạy thử trên PowerPoint đó, chạy thử trên PowerPoint coi đúng không. 0 1 2 4 3 5 6 7 8 9, rồi 0 1 5 2 3 6 8 4 7 9, đúng không, chính xác. Vậy đây hai thuật toán khi mình duyệt theo chiều rộng thì thứ tự đi sẽ như thế, rồi làm khúc đó. Rồi còn hai, có hai cái ứng dụng trong này, cô đưa ra hai cái ứng dụng thôi, người ta dựa vào một trong hai thuật toán này nè để tìm số thành phần liên thông của đồ thị. Thực ra thì buổi 1, buổi 2 mình đã dùng DFS để mình tìm số thành phần liên thông của đồ thị rồi đó. Bây giờ làm lại, dùng DFS cũng được, dùng BFS cũng được. Cô viết hàm tìm số thành phần liên thông, hàm này trả về số thành phần liên thông cho nên in, trả về in. Tìm số thành phần liên thông của đồ thị G. Rồi cô khai báo một cái biến để cô chứa số thành phần liên thông. Mới đầu nó bằng 0. Rồi vậy bây giờ cô lướt qua tất cả các đỉnh for in y bằng 0 cho đến y nhỏ hơn g chấm số đỉnh. Rồi y cộng cộng. Nếu đã duyệt của y vẫn chưa được duyệt, có nghĩa là nó vẫn còn bằng 0. Trước khi làm cái này thì cô phải khởi tạo trước, khởi tạo ha, khởi tạo để tất cả các đỉnh nó đều chưa được duyệt. Rồi nếu đã duyệt y mà bằng 0 thì cô sẽ tăng số thành phần liên thông lên cộng cộng, và cô gọi cái hàm DFS. Buổi 1, buổi 2 là mình dùng DFS rồi đó. Bây giờ BFS xuất phát từ đỉnh y trong đồ thị G. Hết dòng lặp này, mình return số thành phần liên thông. Thành phần liên thông. Rồi, như cái này là như thế nào? Coi ví dụ này nha, cô giải thích nè. Ví dụ giải thích. Ví dụ, cái này có một thành phần liên thông ha, thì đầu tiên nó cho y bằng 0. Số thành phần liên thông bằng 0. Đầu tiên cho y bằng 0. Rồi. Đã duyệt y bằng 0, chưa duyệt, đúng không? Cho nên tăng số thành phần liên thông lên là 1, chỗ này là 1. Xong rồi gọi thuật toán BFS hoặc BFS bắt đầu từ 0. Mà thuật toán đó khi nó chạy là nó đánh dấu đã duyệt hết trơn rồi. Cho nên nếu mà nó liên thông thì dòng lặp for y chạy này nè, chỉ chạy một lần thôi. Chỉ chạy một lần y bằng 0 thôi. Nên trả về 1 ha. Nó tăng lên 1 và nó trả về có 1 thôi. Còn cái đồ thị 3 nó có hai thành phần liên thông thì cũng tương tự như vậy, mới đầu khởi tạo hết, tất cả này chưa duyệt hết. Rồi số thành phần liên thông bằng 0. Bây giờ với y bằng 0 thì cái nút này chưa duyệt cho nên tăng lên số thành phần liên thông là 1. Rồi dùng BFS hoặc DFS duyệt bắt đầu từ 0. Khi nó chạy cái này, khi nó chạy cái dòng này thì nó đánh dấu tất cả các đỉnh này đã duyệt ha. Đánh dấu tất cả các đỉnh này đã duyệt. Cho nên y bằng 1, y bằng 2, y bằng 3, y bằng 4 chạy luôn, không có vô đây, không có tăng lên. Đến y bằng 5 chưa duyệt, y bằng 5 chưa duyệt thì tăng số thành phần liên thông lên là 2. Và khi đó nó chạy BFS bắt đầu từ 5 và nó đánh dấu đã duyệt 5, 6. Và vậy thì dòng lặp for y chạy này, cái if này chỉ thỏa khi y bằng 0 và y bằng 5 thôi. Và cuối cùng nó trả về số thành phần liên thông bằng 2. Rồi bây giờ cô chạy với đồ thị 1 và đồ thị 3.
gọi nó trả về số nguyên. Cho nên cô xuất ra màn hình luôn, print F. Đồ thị có bao nhiêu thành phần liên thông? Thành phần liên thông. Rồi chỗ này gọi cái hàm đó, gọi cái hàm đó. Nó một đối số. Và cái hàm này trả về số nguyên. Trả về số nguyên bao nhiêu đó sẽ được xuất ra chỗ này trên màn hình. Rồi cô chạy với đồ thị số đồ thị 1.txt. Đây, đồ thị này có một thành phần liên thông, đúng. Bây giờ cô chạy với đồ thị 3. Đồ thị 3.txt thì nó có hai thành phần liên thông ha. Đó. Rồi một ứng dụng nữa trong cái bài tập của cô là tìm đường đi từ một đỉnh S star đến đỉnh F finish nếu có theo hai cách duyệt. Nếu mình tìm mà theo thuật toán DFS thì cái đường đi nó khác, tìm mà theo thuật toán BFS thì nó khác. Cho nên mình tìm bằng hai thuật toán và mình so sánh coi thế nào. Vậy cô viết cái hàm tìm đường đi. Cô viết hàm tìm đường đi đây. Void tìm đường đi từ một cái đỉnh S là star, điểm xuất phát, đến đỉnh F là đỉnh finish trong đồ thị G. Này S là đỉnh xuất phát đó. Đỉnh xuất phát. F là finish. Là đỉnh kết thúc. Cô tìm theo hai cách, đầu tiên là tìm theo tìm đường đi theo DFS. À, thì cô chạy cái DFS, DFS mà xuất phát từ đỉnh S trong đồ thị G. Trước khi chạy DFS, cô phải khởi tạo. Cô phải khởi tạo. À. Rồi, khi mà cô chạy DFS xuất phát từ S, nếu mà F, S và F đỉnh, đỉnh xuất phát và đỉnh kết thúc nó cùng trong một thành phần liên thông thì cái này, nó chạy cái này, nó sẽ đánh dấu đã duyệt S và đã duyệt F luôn. Còn nếu hai đỉnh này nằm trong hai thành phần liên thông khác nhau thì khi nó chạy cái này, đỉnh này sẽ chưa được đánh dấu đã duyệt. Cho nên mình nói nếu đã duyệt đỉnh F mà nó vẫn còn là không, có nghĩa là nó chưa được duyệt, thì cái này ở hai thành phần liên thông khác nhau cho nên nó không có đường đi ha. Vậy thì mình xuất ra màn hình là RNF không có đường đi. Từ đâu đến đâu? Rồi từ S đến F. Và mình kết thúc hàm luôn. Return kết thúc hàm. Còn nếu mà nó có đường đi thì mình sẽ liệt kê đường đi đó ra. Liệt kê đường đi. Cô sẽ viết cái hàm liệt kê đường đi. Mà làm sao mình biết đường đi? Thì để liệt kê đường đi, cô cần một cái mảng một chiều, cô lưu cái đỉnh trước nó. À, ví dụ như cái đồ thị số 3 này nè, cô muốn tìm đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 4, đỉnh 1 đến đỉnh 4 với BFS thì đi như thế nào? Còn nếu mà duyệt
nếu mà tìm đường đi bằng thuật toán DFS thì nó đi như thế nào? Đầu tiên là cô đi bằng thuật toán DFS nào nha. DFS, cô cần một cái mảng một chiều đã duyệt, mới đầu chưa duyệt hết cho nên tất cả các đỉnh đều bằng không ha. Rồi cô cần một cái mảng một chiều để cô lưu dấu vết, giống như trong tài liệu lưu vết cô gọi nó là đỉnh trước ha. Rồi bây giờ bắt đầu từ đỉnh 1, xuất phát từ đỉnh 1, đánh dấu đỉnh 1 đã duyệt, đánh dấu đỉnh 1 đã duyệt, cái này gõ vô số 1 chỗ này. Rồi thuật toán DFS sẽ đi đến 0 đúng không? Nó tìm một đỉnh kề và dòng lập nó sẽ đi đến 0, cho nên đánh dấu đỉnh 0 đã duyệt. Và cái đỉnh trước này nè, đỉnh trước này mới đầu cô gán tất cả là -1. Bây giờ đỉnh trước đỉnh 0 trên đường đi từ 0 đến 1, vậy thì trước đỉnh 0 là 1, chỗ này trước đỉnh 0 là 1 ha. Rồi từ 0 nó đi đến 2, từ 0 đi đến 2 đánh dấu đỉnh 2 đã duyệt. Rồi đỉnh trước đỉnh 2 là đỉnh 0, lưu cái này lưu đỉnh trước nó, đỉnh trước đỉnh 2 là đỉnh 0. Rồi tiếp tục, bây giờ từ đỉnh 2 nó hết đường đi rồi, quay lui lại đây cũng hết đường đi, quay lui lại đây ha. Quay lui lại đây thì từ 1 đi đến 3 đánh dấu đỉnh 3 đã duyệt. Rồi vậy thì trước đỉnh 3 là đỉnh 1, chỗ này là đỉnh 1 ha. Rồi bây giờ từ đỉnh 3 nó đi đến đỉnh 4, đánh dấu đã duyệt đỉnh 4, đánh dấu đã duyệt đỉnh 4. Và trước đỉnh 4 là đỉnh 3, trước đỉnh 4 là đỉnh 3. Bởi vậy cho nên chỗ này nè, cô phải cho nó -1 để nó không nhầm lẫn với những cái đỉnh trong đây. Cái này nó lưu cái đỉnh trước nó trên đường đi nha. Cho nên chỗ này gán nó bằng -1 hết trước. Vậy thì bây giờ cô dùng một cái mảng một chiều tên là đỉnh trước, chỗ này đi, khai báo biến toàn cục luôn, đỉnh trước nó trên đường đi á, đỉnh trước cho nó 100 ô nhớ. Và cô gán đó, gán cái đỉnh trước á bằng -1 khi cô khởi tạo đó, gán cái đỉnh trước bằng -1 của y bằng -1 trong hàm khởi tạo. Rồi khi mà duyệt theo DFS hoặc BFS thì mình, khi mà duyệt theo DFS, BFS thì mình lưu cái đỉnh trước nó chỗ nào? Vậy coi trong DFS đây, DFS thì chỗ này là đỉnh, cái đỉnh xuất phát thì nó không có đỉnh trước ha, cho nên đỉnh xuất phát của đỉnh chỗ này, đường đi từ S đến Y, đường đi từ S đến Y thì vậy thì đỉnh trước của Y là S ha, đỉnh trước của đỉnh Y là S, đường đi từ S đến Y mà trong DFS thì chỗ này. Bây giờ trong BFS thì chỗ nào? BFS thì chỗ này đánh dấu đã duyệt nó, đường đi từ U đến Y, cho nên mình lưu đỉnh trước của đỉnh Y bằng đỉnh mà cô đặt tên là U lớn của cô đó ha. Rồi sau khi chạy hai cái thuật toán này, chạy một trong hai thuật toán thì cái đỉnh trước này nó sẽ lưu cái đỉnh trước nó lưu như trong Excel đây, lưu như trong Excel đây ha. Nó đi từ 1 đến 4 cho nên ngay chỗ đỉnh 1 nè, trước nó không có đỉnh nào hết -1. Còn hai cái này nó không có liên thông cho nên chỗ này chưa duyệt và -1 -1. Căn cứ vào cái mảng một chiều này nè, mình mới xuất ra đường đi. Xuất ra đường đi thì mình khai báo, cô khai báo một cái biến y bằng 4, y bằng f tức là bằng 4. Ha, y bằng f có nghĩa là nó bằng 4. Rồi cô xuất cái 4 nó ra màn hình đây nha, cô xuất 4 ra màn hình. Đây, xuất cái 4 ra màn hình. Rồi bây giờ trước 4 là 3 ha, trước 4 là 3, cô xuất cái 3 ra màn hình.
ha. Rồi cho y bằng lưu vết của y, tức là mới đầu y bằng 4, rồi y bằng lưu vết, y bằng đỉnh trước của đỉnh y là 3 ha, xuất cái 3 ra bằng nghìn. Rồi bây giờ y bằng đỉnh trước của đỉnh y, đỉnh trước của đỉnh y là 3 là 1, chỗ này 1. Làm cho đến khi nào mà cái y này trùng với cái đỉnh bắt đầu, đỉnh xuất phát và dừng. Cho nên đường đi từ 1 đến 4 của thuật toán DFS sẽ là 1 xong rồi 3 rồi 4, chứ nó không có đi thẳng như thế này. Còn BFS nếu mà các bạn chạy như thế này á thì nó sẽ đi trực tiếp từ 1 đến 4. Vậy coi cô làm chỗ này đây. Liệt kê đường đi. Liệt kê tìm đường đi. Cô viết một cái hàm tìm đường đi. Liệt kê đường đi, liệt kê đường đi thì nó cần với cái đỉnh trước, phải không? Mà cái đỉnh trước á thì nó cần để liệt kê đường đi thì có phải là cô cần cái đỉnh xuất phát và cái đỉnh kết thúc ha. Rồi cô viết hàm liệt kê đường đi trên này. Cô viết hàm liệt kê đường đi trên này. Voi. Liệt kê đường đi từ đỉnh S đến đỉnh F. Mới đầu cô cho in y bằng F. Rồi cô xuất cái y đó ra màn hình, print. Xuất cái gì? Phần trăm D. Xuất cái y đó ra, chính là cái F đó. Tại bây giờ trong khi, trong khi y khác đỉnh xuất phát, khác đỉnh xuất phát, thì lặp lại điều này. Cho y bằng đỉnh trước của y, y bằng đỉnh trước của y. Xong rồi xuất cái, xuất cái y này ra. Và có cái mũi tên ngược. Rồi, hết rồi. Rồi liệt kê đường đi ha. Rồi bây giờ tương tự trước khi liệt kê đường đi thì xuất ra màn hình để người ta biết cái đường đi này là đường đi thế nào. Printf. Đường đi từ, từ đâu? Đường đi từ, từ đâu đến, đến đâu? Từ S đến F theo DFS ha. Liệt kê cái đường đi tiếp tục vô. Rồi bây giờ với BFS cũng vậy. Cái này là tìm đường đi theo DFS, bây giờ tìm đường đi theo BFS. Ở dưới này, tìm đường đi theo BFS, duyệt theo chiều rộng. Cũng khởi tạo, mình chạy cái BFS, BFS và không cần hỏi cái này. Ở trên này nó hỏi rồi, ha. Nếu mà nó không liên thông là trên này nó biết rồi. Rồi vậy thì cô liệt kê đường đi ra thôi. Liệt kê đường đi theo BFS. Rồi tìm đường đi chạy. Từ cái này nó có từ S đến F trong đồ thị G. Ở trên này mình mới có S thôi, cho nên mình thêm một cái đỉnh kết thúc nữa và yêu cầu người ta nhập vào đỉnh kết thúc. Nhập vào đỉnh kết thúc.
và nhập vào địa chỉ của đỉnh kết thúc. Rồi chạy. Đồ thị 3.txt. Đỉnh xuất phát là đỉnh 0. À, đỉnh xuất phát là đỉnh 1. Từ 1 đến 4. Đỉnh kết thúc là đỉnh 4. Rồi, đường đi đây, diệt từ DFS thì nó đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 3 rồi đỉnh 4, trong khi BFS thì nó đi có một cạnh thôi, từ 1 đi thẳng đến 4 luôn ha. Diệt theo chiều rộng thì đi ngắn hơn, diệt theo chiều sâu trong trường hợp này đi dài hơn. Rồi ví dụ cô chạy với đồ thị 1. Bây giờ coi nè nha, đồ thị số 1, cô tìm đường đi từ đỉnh 7 đến đỉnh 8, coi nó chạy như thế nào. Đồ thị 1.txt, điểm xuất phát là đỉnh 7, kết thúc là đỉnh 8. Nếu mà đi theo DFS á, 7, 6, 5, 8. Còn đây, 7, 8. Có những cái đường đi mà nó đi hai cái thuật toán này đi giống nhau, tại vì nó chỉ có con đường đó thôi. Ở đây nó nhiều đường đi cho nên theo chiều sâu thì đi vòng vòng hơn, theo chiều rộng đây. Rồi, nói như thế nào? DFS tại sao nó đi vòng vòng như thế? Giờ chạy trên đây nha. Chạy trên đây. Thì đầu tiên đỉnh 7 nè. Đỉnh 7 là đỉnh xuất phát. Xuất phát đánh dấu đã duyệt đỉnh 7 1 ha. Rồi, tìm theo chiều sâu thì nó sẽ đi đến đỉnh 6. Đánh dấu đỉnh 6 đã duyệt. Đánh dấu đỉnh 6 đã duyệt. Và trước 6 là 7. Trước đỉnh 6 là đỉnh 7. Rồi đi tiếp đến đỉnh 5. Đi tiếp đến đỉnh 5. Đánh dấu đỉnh 5 đã duyệt. Đánh dấu đỉnh 5 đã duyệt. Và trước 5 là 6. Trước 5 là 6. Còn thằng này là trừ 1 nè. Trừ 1 ha, tại vì nó là đỉnh xuất phát. Rồi nó đi đến bây giờ ở đây đi đến đây đỉnh 0. Đi đến đỉnh 0. Vậy thì đánh dấu đỉnh 0 đã duyệt ha. Đánh dấu đỉnh 0 đã duyệt và trước 0 là đỉnh 5. Trước đỉnh 0 là đỉnh 5. Rồi, từ 0 đi đến 1. Đánh dấu đỉnh 1 đã duyệt. Và trước 1 là 0. Trước 1 là 0. Rồi, đánh dấu đỉnh 1 đã duyệt. Từ 1 đi đến 2, đánh dấu đỉnh 2 đã duyệt. Đỉnh 2 đã duyệt. Và trước đỉnh 2 là đỉnh 1. Trước đỉnh 2 là đỉnh 1. Rồi. Đánh dấu đỉnh 2 đã duyệt. Rồi, từ 2 đi đến 4, đánh dấu đỉnh 4 đã duyệt. Trước 4, đánh dấu đỉnh 4 đã duyệt. Và trước 4 là 2. Chỗ này 2. Trước đỉnh 4 là đỉnh 2 ha. Rồi quay ngược lại hết đường đi, quay ngược lại đây. Từ 1 đi đến 3, đánh dấu đỉnh 3 đã duyệt. Đánh dấu đỉnh 3 đã duyệt. Và trước 3 là mấy? Là 1. Trước 3 là 1. Rồi quay ngược lại đây, quay ngược lại đây có đường đi không? Có đây, từ 5 đến 8, đúng không? Từ 5 đến 8, đánh dấu đỉnh 8 đã duyệt. Từ 5 đến 8, đánh dấu 8 đã duyệt. Và trước 8 là 5, bỏ 5 vô đó. Rồi đến, quay ngược lại, không có. Và đi đến 9, đánh dấu 9 đã duyệt. 9 đã duyệt, và trước 9 là mấy? Trước 9 là 7. Đây, trước 9 là 7. Rồi bây giờ xuất ra, dựa vào cái này xuất nó ra, đường đi. Bắt đầu từ đỉnh 7, đỉnh kết thúc chứ, đỉnh 8. Ha, thì xuất cái đỉnh 8 ra trước nè. Xuất đỉnh 8 ra trước. Rồi trước 8 là 5. Ha, trước 8 là 5. Xong rồi, trước 5 là mấy? Trước 5 là 6. Rồi, trước 6 là mấy? Trước 6 là 7. Và kết thúc trùng với đỉnh xuất phát. Kết thúc.
Vậy thì 7, 6, 5, 8 giống y của mình không? Chạy lại. Chạy lại đô thị 1.txt xuất phát từ đỉnh 7, kết thúc ở đỉnh 8. Đây, 7, 6, 5, 8 giống không? Giống không? 7, 6, 5, 8 hết. Rồi cô kết thúc này. Khúc sau tự làm, cuối giờ thầy cô sẽ coi. Khúc này viết chương trình dưới dạng menu để chọn công việc nha.